thì mình đang ở đây là chỗ cửa hàng trưng bày của Harley Davidson, là một cái nơi mà bán mô tô mà kiểu như mà mô tô mà cổ cổ mà mấy chú mát hay đi, mà kiểu ngồi rất là thấp và cái tay nó vòng lên ấy đấy, như thế này này đấy đó. Thì hôm nay thì bạn mình là có RR Motor Vlog và bạn mình nữa thì sẽ đi lái thử xe này, và bạn ấy cũng làm vlog cho nên là mình đi theo để xem thử là ngồi đằng sau thì cảm giác như thế nào ý. Và bây giờ thì hãy cùng mình đi chơi hết ngày hôm nay nha. Thấy cái xe nó hơi nhỏ các bạn, nên là nó hơi
thì chắc là yên bự hơn, thì đi sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà sau khi bị phỏng vô thì mình cũng không còn nhiều tâm trạng để mà đi xích xe này nữa. Sau khi mà mình đã từng ngồi xe sau xe Z300 này, Z1000 này, đầy đại thế, thì những cái dòng ô tô mà nó nhộn đích lên đằng sau á, thì mình cảm thấy kiểu cao lắm, ai cũng ngước nhìn mình hết. Nhưng mà đi qua chiếc này thì mình thấy kiểu bình thường, không còn bị kiểu cảm giác là bị mọi người chú ý nhiều nữa. Tuy nhiên là nó hơi thấp á, mình cảm giác ổn. Sao mình thấp hơn người ta vậy ta? Không ổn. Cuối cùng thì tụi mình cũng đã về đến nơi rồi. Cái chỗ này thì nó vừa là phòng trưng bày mô tô của Harley Davidson và cũng là quán cà phê luôn. Thì ở đây mọi người có thể ngồi để uống cà phê nữa. Thì cuối cùng thì sau khi mà lái xong, mọi người test thử xe xong thì cũng đã về đến đây rồi. Và mình thật sự rất là mệt. Thực ra các bạn biết nha, khi mà mình đi xem xe mà kiểu như đi xe thôi nha, không mà nói là tốc độ cao hay tốc độ thấp hay như thế nào, mà mình thả tốc ra như thế này nè, thì auto là rất là rối nè, không thể kéo nổi cái tóc ra luôn, rất là kinh khủng. Về nhà chải đầu là rất là một vấn đề nan giải nè. Nhưng mà nếu như mà ra ngoài đường mà không thả tóc ra là lại không đẹp đó con gái, rất là phiền phức những cái chuyện như thế này. Tiếp theo là ngoài những cái vấn đề mà hồi nãy mình đi thì mình có nói ra, thì như nãy giờ các bạn thấy thì mình đã bị phỏng bô rồi. Mình sẽ cho các bạn xem kỹ cái vết bị phỏng bô rồi nhá. Đây, mình đã bị phỏng bô ở đây. Xin lỗi các bạn vì một số cọng lông chân nhé, nói chung là vậy đó, nó đã đỏ lên rồi, nó vừa đỏ mà cái xe nó lại còn rất là nóng, nó phả cái hơi nóng ra, cho nên cái vết này nó đau kinh khủng khiếp. Hồi nãy giờ mình ngồi rất là khó chịu luôn. Ok, cỡ các bạn đã xem hết video của mình, các anh chị em nào đi mô tô mà thấy mình nói có gì không đúng thì hãy bỏ qua nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem tới cái giây phút cuối cùng này luôn, đó là nghe mình than nãy giờ. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và hãy subscribe kênh YouTube của mình. Ôi giời ơi, ngầu quá, ngầu quá.